Là song thân của cô dâu, và xin mời quý vị cùng dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào đón hai bên gia đình. Sớm sớm chiều chiều, và giờ đây đại diện hai bên gia đình chúng tôi cũng có đôi điều kính thưa, và để liên tục chương trình xin được mời bác nhạc sẽ đại diện cho hai bên gia đình gửi tới quý vị quan khách. Dạ, kính thưa quý ông bà cô bác, các anh chị em cùng các cháu, hôm nay là ngày 13 tháng 12, nhằm ngày 29 tháng 10 năm 2020, được sự thống nhất của hai bên gia đình chúng tôi có tổ chức lễ thành hôn cho hai con Hồng Phong và Bồng Chi. Gia đình chúng tôi rất phấn khởi được đón tiếp quý khách đã không quản ngại đường khá xa xôi về đây để tham dự buổi lễ của hai con chúng tôi. Thì đại diện hai bên gia đình tôi không biết nói gì hơn, chúc quý khách là có một bữa tiệc thật là ngon miệng, thật là vui vẻ. Và trong việc tổ chức thì cũng không sao tránh khỏi rất là nhiều thiếu sót, thì cũng rất mong quý khách được quý khách thông cảm. Thì tôi xin kính chúc quý khách có thật nhiều sức khỏe. Xin cảm ơn. Xin được mời hai bên gia đình chúng ta cùng tiến lên một bước để cùng ly thắt chặt tình không gian. Xin được chúc cho hai bên gia đình từ nay đã có dâu hiền rể thảo. Xin được chúc cho tình tham gia thắt chặt keo sơn. Xin cảm ơn đại diện hai bên gia đình rất nhiều, và sau đây xin được mời hai bên gia đình chúng ta tạm xuống phía dưới trở về bàn dân. Chúng ta sẽ chia vị ngọt ngào của chiếc bánh tình yêu. Xin được cảm ơn cô dâu chú rể rất nhiều, và sau đây xin mời cô dâu chú rể chúng ta cùng tiến tới thắp diều, cùng thực hiện nghi thức dốc diều sông băng. Thank you.
dấu canh dấu cả xin hai bạn đừng quên nhau. Vài trăm năm đầu bạc mái đầu, nhớ câu ý hợp trong đầu hôm nay. Và như vậy là cho dù sơ bán thứ hai cũng đã được quy ra. Và giờ đây dường như chú rể muốn nói với cô dâu một điều rằng: Em như một chén rượu hồng, ăn chiều mến mà lòng đã say. Và nếu em là một chén rượu cay, ăn xin uống hết để say suốt đời. Và liên tục chương trình xin mời trang trọng này đây, thì xin mời toàn thể hôn trường của chúng ta cùng mang những chiếc ly của mình lên, cùng rót thật đầy để hòa chung niềm vui với gia đình, cũng như là gửi những lời chúc phúc tốt đẹp nhất đến cho chú rể Hồng Phong và cô dâu Bội Dương nha quý vị. Nào, ly của quý vị đâu ạ? Chúng ta cùng hô thật lớn nha. 1, 2, 3, yo! Dạ vâng, xin được cảm ơn quý vị rất nhiều. Cho cô dâu để trăm năm từng viên mãn và cầu phía phù thề. Kính thưa quý vị, trong ngày vui đặc biệt hôm nay. Thank you.